Chào các bạn, trong video hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn đánh giá cái đề thi TOEIC phần Reading trong giai đoạn gần đây 2020 và sau đó gợi ý cho các bạn những cuốn sách và sát đề thi thật nhất hiện nay. Và như đã hứa thì cô sẽ hướng dẫn sửa chi tiết 11 câu trích từ đề thi thật trong giai đoạn tháng 10 2020 vừa qua. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Cái cuốn sách mà cô gợi ý sát đề thi thật nhất mà các bạn nên ôn tập trước khi bắt đầu thi đó là cuốn ETS 2020 do cái tổ chức ETS biên soạn, và đây cũng chính là cái tổ chức ra đề thi thật. Vậy thì các bạn thấy là ngoài cuốn sách ETS 2020 ra thì những cái bộ sách khác của ETS như 2019 thì cũng là những cái bộ sách mà sát đề thi thật, các bạn cũng nên tập giải đề. Khi chúng ta giải đề cuốn sách này, lời khuyên của cô là ngoài việc chúng ta cố gắng giải nhanh, hiệu quả về cái thời gian để có được đáp án nhanh nhất, thì các bạn cũng nên chú trọng phân tích những cái điểm ngữ pháp hoặc những cái từ vựng có liên quan đến cái câu mà chúng ta giải đề. Bởi vì cuốn sách này nó không những sát về cái mức độ dễ khó tương đương đề thi thật, mà nó còn đưa ra những cái điểm ngữ pháp từ vựng cực kỳ trọng tâm và rất là liên quan và tương đương và thường xuất hiện trong đề thi thật ở giai đoạn hiện nay. Đó. Vậy thì trong thời gian tới, các bạn chú ý là trước khi thi thì chúng ta nên ôn tập cho cô các cái nhóm chủ đề trọng tâm. Ví dụ nhóm số 1 là từ loại, parts of speech, những cái loại như động, danh, tính trạng, hay là liên từ, giới từ. Thì là nhóm chủ đề mà theo thống kê cô thấy là ra tỷ lệ nhiều nhất. Nhóm thứ hai cũng là nhóm quan trọng, bao gồm thì, mệnh đề, quan hệ, các cái dạng tính từ, dạng đuôi ing hoặc ed, các cái nhóm chủ ngữ hòa hợp giữa chủ và động từ. Các nhóm còn lại thì tỷ lệ xác suất ra thi 1 đến 2 câu như là đại từ, động từ khiếm khuyết, mệnh đề if và danh động từ, vân vân. Cô cũng chia sẻ thêm là trong thời gian tới thì trung tâm sẽ release những cái video bài giảng giải cực chi tiết cuốn sách ETS 2020 này. Và các bạn cùng chờ đón xem cái video giải test 1 đề 1 trong một vài ngày tới nhé. Hy vọng sẽ nhận được cái sự tương tác lớn của các em để thầy cô có thêm động lực ra những cái video chất lượng hơn. Không để các bạn chờ lâu hơn thì cô sẽ vào đề luôn ha. Cô sẽ sửa cho các bạn chi tiết 11 câu trích từ đề thi thật tháng 10 2020 mà cô đã thi trong thời gian vừa qua. Thì bước 1 khi làm trắc nghiệm phần này, các bạn cùng nhìn 4 đáp án với cô để mình nhận diện câu hỏi nha. Đây là dạng câu hỏi về ngữ pháp từ loại các bạn, 4 từ nhưng mà cái đuôi khác nhau. Vậy đối với câu hỏi từ loại, chúng ta nhìn trước và sau chỗ trống. Trước chỗ trống các bạn có giới từ in, mình áp dụng công thức tổng quát của một giới từ này các bạn, mình phải biết nha. Sau một giới từ ngoại trừ giới từ true thì chúng ta thường cộng động từ thêm in hoặc cụm danh từ. Vậy cái từ in cộng verb in là không khả thi trong câu này. Vậy khả năng nó sẽ cộng với một cụm danh từ. Mà một cụm danh từ thì cái từ bên phải cùng của cụm nó là danh từ nha các bạn. Thì mình có danh từ rồi, mình chọn chỗ trong tính từ. Đó, thì đây là cái cách phân tích nhanh nhất. Đó, ngoài ra thì cô chỉ thêm các bạn cái cách thứ hai. Cách thứ hai là đối với những bạn nào học từ vựng tốt thì chắc chắn chúng ta phải biết cái từ order nó là danh từ đơn hàng hoặc động từ đặt hàng. Đây là cái nghĩa cơ bản nhất mình phải biết. Vậy trong cụm này thì in không thể nào cộng với verb không được, nếu cộng động từ phải là verb in. Vậy rõ ràng trong câu này theo cái kiến thức mình biết thì order phải là danh từ, mà trước danh từ cũng là tính từ. Vậy tính từ các bạn thấy câu A mình có đuôi ly này là trạng từ, các bạn bỏ đuôi ly đi, câu C chính là tính từ. Câu C chính là tính từ. Thì cái đáp án của mình sẽ ra rất là nhanh. Vậy khi gặp những câu về từ loại, nếu mình không biết nghĩa đáp án thì các bạn thấy đêm cũng là chuyện bình thường. Chúng ta vẫn có thể làm dựa vào phân tích câu. Về mặt vocabulary, về mặt từ vựng thì cô sẽ gợi ý các cái từ vựng các bạn phải biết sau đây. According to cộng với cụm danh từ. Danh từ có thể người hoặc vật ha. Ví dụ according to the board là theo một cái ban hội đồng, theo một cái magazine tạp chí, một cái survey khảo sát, policy chính sách vân vân. Cái nhóm thứ hai, cái từ in alphabetical order
Thực ra thì order ở đây không phải mang nghĩa đơn hàng thông thường, mà nó chúng ta dịch nguyên cụm này là theo thứ tự bảng chữ cái. Chúng ta cùng chuyển sang câu thứ hai, number two. Ở câu thứ hai nhìn đáp án trước, đây là những cái giới từ và liên từ các bạn, rất là lộn xộn ha. Mình cùng phân tích và học những cái từ này. Cái từ throughout là một từ trọng tâm, nó cộng với thời gian thời kỳ là suốt xuyên suốt, cộng với một cái không gian nơi chốn là khắp cái không gian đó. Along with cộng cụm danh từ là cùng với. According to cộng cụm danh từ là theo, theo như. Riêng câu đây á, thì từ although nó là một liên từ nối, nó thường cộng với một mệnh đề. Một mệnh đề sẽ gồm chủ ngữ và động từ vị ngữ chính. Như vậy là mặc dù là câu đi cô có thể dễ dàng loại được, tại vì sau chỗ trống của mình á, là một cụm danh từ kết thúc ở cái từ board, là một cái ban, một cái hội đồng, một hội nghị. Chúng ta tập trung vào cái thứ ba này ha, cái hội đồng này. Câu A mình thấy không hợp ha. Câu B cùng với là câu đi. Câu C của mình á, là according to the board, là theo, theo cái ban hội đồng về về hội nghị này. Thì cái sự tự tin của người tiêu dùng đã đạt được cái mức độ cao nhất vào cái tháng vừa qua. Thì câu C là phương án chính xác. Theo theo như, tức là theo cái ban hội đồng này chúng ta có được thông tin gì? Rất là dễ nha. Về mặt từ vựng thì chúng ta học thêm từ consumer, đó là danh từ người tiêu dùng, danh từ đếm được nhé. Cái từ reach, động từ là đạt được. Reach level là đạt được cái mức độ. Hoặc là reach a goal là đạt được một cái mục tiêu nào đó. Đây là hai cụm từ vựng chúng ta cần học trong câu này. Mình cùng chuyển sang câu thứ ba. Ở câu thứ ba, đáp án cũng là một câu hỏi về từ loại nhé. Với câu hỏi về từ loại, trước chỗ trống mình có mạo từ này, mà đứng cuối cụm danh từ các bạn thấy. Cái từ sale là danh từ bán hàng hoặc là giảm giá đó, nó là danh từ rồi. Vậy trước danh từ, thông thường trước danh từ các bạn đã chọn tính từ đúng không? Giả sử câu A là mình clearly là chạm từ, em bỏ đôi ly thì câu D có khả năng là tính từ. Tuy nhiên cái dạng này là dạng áp dụng thông thường. Riêng đối với câu số 3 là một trường hợp ngoại lệ các bạn. Đây chúng ta chọn một cái cụm danh từ ghép lại. Cái từ clearance sale là hai danh từ mình ghép lại với nhau thì hình thành nên một cụm, và chúng ta dịch nó là đợt giảm giá hàng tồn kho. Và câu này cô đặt dấu sao thì câu này rất nhiều bạn có thể sẽ bị sai nếu không biết. Thì bạn nào chưa biết cụm từ này, chúng ta học ngay cho cô nha. Clearance sale là đợt giảm giá hàng tồn kho. Các cái từ vựng khác chúng ta cần học thêm là từ supply là động từ cung cấp, và một số danh từ ghép cô hướng dẫn các bạn học thêm. Từ office supplies là đồ dùng văn phòng. Từ office supplier là nhà cung cấp đồ dùng văn phòng. Từ office equipment là thiết bị văn phòng. Đây là những cái cụm danh từ thông dụng có liên quan. Mình chuyển sang câu 4. Câu 4 tiếp tục cũng là một câu hỏi về từ loại luôn. Từ loại là cái chủ đề mà chiếm tỷ lệ rất là cao trong cái đề thi thôi. Chúng ta cần phải làm thật là nhuần nhuyễn nhé. Trước chỗ trống mình có từ is là động từ to be. Sau từ is là động từ verb in. Vậy câu A các bạn thấy câu A là trạng từ này đúng không? Câu B là tính từ. Câu C danh từ. Câu D động từ. Vậy chúng ta áp dụng cái công thức tổng quát mà mình cũng được học ở tại lớp, là to be mà chỗ trống này có các cái tính từ hoặc verb in, verb 3 đủ rồi. Khi mình gặp một cấu trúc đã đủ rồi thì trước tính hoặc động từ chúng ta chọn trạng từ để bộ nghĩa cho các thành phần này. Và trạng từ của mình là câu A thôi. Thì áp dụng công thức thì tỷ lệ đúng rất là cao. Bạn nào có từ vựng, bạn có thể kiểm tra một cách dịch lại như mình nói là trạng từ, bộ nghĩa động từ. Thì cái nghĩa nó phải match, nó phải phù hợp với nhau. Mình dịch là công ty gì đó đang tìm kiếm một cách chủ động. Hợp lý không các bạn? Hợp lý, nó đang chủ động tìm kiếm hoặc tìm kiếm một cách chủ động cái gì đó. Thì khi mình dịch cái từ trọng tâm thôi. Phần từ vựng, cô hướng dẫn các bạn học thêm từ seek cộng danh từ ha, tương đương với từ look for là tìm kiếm cái gì. Cái từ venue danh từ là một địa điểm họp mặt, địa điểm diễn ra một cái sự kiện gì đó. Cái từ since thông thường cộng mệnh đề, các bạn dịch là bởi vì. Trong trường hợp mình gặp cái thì hiện tại hoàn thành hoặc là hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì từ since có thể cộng với mốc thời gian,
nghĩa là một mệnh đề ha, mình dịch là kể từ khi. Ở mục 4 mình có từ renovate. Renovate là tu sửa, là tân trang. Đó. Danh từ là renovation, sự tu sửa. Bởi vì tính từ cũng khá là thông dụng nhé. Khi cộng với một danh từ chỉ vật gì đó, chúng ta dịch là danh từ đó được tu sửa. Vậy tính từ sẽ mang nghĩa gì đây? À, bị động. Mình cùng chuyển sang câu 5. Ở câu 5 đáp án tiếp tục là nhóm liên từ, giới từ các bạn nha. Câu A mình có throughout, nãy mình học rồi, suốt thời gian, khắp nơi chốn. Từ until cộng mốc thời gian hoặc mệnh đề, đây là hai cái cấu trúc trọng tâm nhất. À, cho đến khi. Các bạn chú ý là một từ trong tiếng Anh có rất nhiều nghĩa và cấu trúc khác nhau. Cái cấu trúc mà cô gợi ý trong các cái phần từ vựng trên lớp cũng như là trong quá trình giải đề này là những nhóm cấu trúc và từ vựng gọi là trọng tâm thường ra nhất. Và chứ mình không thể học hết các cái tất cả các cấu trúc trong từ điển được, thì nó là không khả thi nhé. Từ among cộng danh từ thường số nhiều là giữa trong số. In fact là một trạng từ các bạn. Nó thường có một dấu phẩy và mệnh đề. Mình nói là quả thực và thực tế là. Vì sau chỗ trống các bạn nhìn ở đây mình có một cuốn sách. Bạn nào dịch nghĩa chính xác được là The Handbook, là cuốn sách hướng dẫn cẩm nang thì tốt. Còn không mình coi nó là một cuốn sách gì đó. Thì trong bài của mình, cô loại trừ câu C, các bạn among thường cộng danh từ số nhiều loại này. In fact là một trạng từ. Trạng từ thường nó không không đi với cụm danh từ như vậy. À, nó thường trạng từ in fact nó cộng mệnh đề cơ. Còn A và B các bạn có thể dịch nghĩa và chọn. Thì trong bài chúng ta chọn câu A từ throughout the book, nghĩa là khắp cái cuốn sách đó. À, thông thường mình thấy từ throughout nó thường cộng với nơi chốn cụ thể như throughout the world, khắp thế giới, the building, khắp tòa nhà. Tuy nhiên từ handbook là một khái niệm khá là mới với nhiều bạn. Thì bạn nào chưa biết mình học thêm nha. À, câu dịch câu này như sau này. À, mọi người rất là quan tâm vào những cái thủ tục đơn giản mà bạn đã chia sẻ khắp cái cuốn sách này. Đó là câu A. Cái điểm từ vựng chúng ta cần học ở đây là someone be interested in, tức là ai đó quan tâm, thích cái gì, hứng thú cái gì. Procedure là danh từ thủ tục. Từ manual, sách hướng dẫn, nó tương đương với từ handbook, là một cuốn sách hướng dẫn. Ở trong câu 5, các bạn cần chú ý một cái điểm ngữ pháp sau đây. À, các bạn để ý là từ is là động từ số ít. À, có rất nhiều bạn băn khoăn bởi vì từ everyone là mọi người. Mọi người tức là thường là nhiều người. Mà tại sao động từ lại chia số ít? Những bạn nào chưa biết thì chúng ta cần chú ý giúp cô cái điểm ngữ pháp quan trọng sau đây. Đối với các cái đại từ bất định, bắt đầu bằng các từ như every, everyone, everybody là mọi người, everything, mọi thứ. Hay là bắt đầu bằng từ any, anyone, anybody, bất kỳ ai, anything, bất kỳ cái gì. Tiếp tục ha, từ no one, nobody, không có ai cả, từ nothing, không có cái gì. Trường cuối cùng, từ someone, somebody, một ai đó, và something, một cái gì đó. Thì tất cả các cái nhóm chủ ngữ này, động từ chia số ít. Ở đây là cái điểm quy ước về ngữ pháp mà chúng ta cần phải nhớ nhé. Cô chuyển sang câu 6. Number 6. Câu 6 nhìn bốn đáp án, đây là bốn câu hỏi liên quan đến phần đại từ. Phần đại từ câu A, các bạn thấy từ hers là đại từ sở hữu. Như cô đã dạy trên lớp thì từ hers có thể làm chủ hoặc tân ngữ. Câu B và câu C các bạn nha. Câu C mình có từ she, cô ấy làm chủ ngữ. Cái từ her có thể làm tân ngữ hoặc làm tính từ sở hữu. Các bạn chú ý ha, và khi nó làm tính từ sở hữu thì nó đóng vai trò là tính từ. Thì thông thường cái đặc trưng của tính từ sở hữu là phía sau cần có danh từ hoặc cụm danh từ. Từ herself thì có nhiều cách dùng, trong đó có một cách dùng làm tân ngữ. Thì trong câu này khi làm đại từ như cô đã chia sẻ trên lớp thì đầu tiên các bạn cần xác định phía sau có danh từ hay không hoặc cụm danh từ. Và khi phía sau có danh từ hoặc cụm danh từ thì tỷ lệ rất là cao và chúng ta chọn tính từ sở hữu là câu B. Và các bạn thấy là câu B, cái từ her nó nằm trong cái nhóm tính từ sở hữu. Và đặc điểm của tính từ sở hữu là phải có danh từ hoặc cụm danh từ phía sau là cái gì của ai đó. À, câu B tỷ lệ đúng cực kỳ cao. Các bạn có thể dịch câu B một chút xíu. Ở đây tức là rất là hữu ích
cho cái Suriani để hỏi ý kiến các chuyên gia trước khi ra quyết định của cô ấy về một cái kế hoạch kinh doanh. Thì câu B là hoàn toàn chính xác. Về mặt từ vựng, câu gợi ý cho các bạn các cái nhóm từ vựng sau đây. Số 1, mình có từ is helpful, useful for someone to do something, là hữu ích hoặc giúp ích. Consult expert là hỏi ý kiến chuyên gia. To make a decision hoặc là her decision, ra quyết định. Và chúng ta học thêm cái động từ decide to do something. Decide to lúc không, quyết định làm gì. Mình sang câu số 7. Đáp án câu số 7 nhắc mình nhớ đây khả năng cao là câu hỏi về từ loại các bạn. Một từ nhưng mà các đuôi khác nhau. Thì chúng ta cùng phân tích sau đây. Câu A, động từ thêm S này. Câu C, accomplishment, doing, là một đôi thông dụng của danh từ. Be và đi có thể là động từ ED, động từ thêm in, hoặc có thể là dạng tính từ. Vì nhìn trước và sau chỗ trống, các bạn có thấy từ become không? Là một động từ trở nên ha. Từ musicians, đây là danh từ nhạc sĩ hoặc nhạc công. Và đối với bạn nào không biết đây là danh từ chính xác là nghĩa là gì, thì các bạn có thể đoán đây là một danh từ thêm S. Danh từ thêm S đó, trở thành những cái gì? Để giữa động và danh từ, các bạn điền tính từ cho cô nha. Để thông thường mình thấy là tính từ ở đây, câu A và câu C cô loại rồi. Và tính từ không có tính từ gốc. Các bạn có thể mượn tính từ đuôi ED hoặc đuôi IN luôn. Và trong bài của mình, câu B là phương án chính xác. Để đối với những bạn nào chưa biết, chúng ta cần học giúp cô cái tính từ này khá là quan trọng nha. Cái từ accomplished, tính từ, nó thường đi với danh từ chỉ người là ai đó giỏi hoặc tài năng. Ai đó giỏi hoặc tài năng. Đó, cái câu này là trở thành những người nhạc sĩ tài năng là câu B. Câu này mức độ không hề đơn giản nha các em. Về mặt từ vựng, chúng ta học thêm từ create environment là tạo ra môi trường. Allow someone to work không, cho phép ai làm gì. Cô chỉ chúng ta thêm một cái mẹo ha, cái tip ở đây là những cái danh từ condition các bạn, thường là danh từ chỉ người, chức vụ, ví dụ musician, nhạc sĩ này, technician, kỹ thuật viên, electrician, thợ điện, physician, một cái bác sĩ, thầy thuốc ha, thiên về bốc thuốc hơn là phẫu thuật. Để chúng ta đã hoàn thành xong câu 7 rồi. Mình chuyển sang câu 8. Câu 8 là câu hỏi về từ vựng và bốn từ nghĩa sau đây ha. Equally là một cách ngang bằng nhau. Adequately, một cách đầy đủ ha. Regularly, một cách thường xuyên. Approximately, xấp xỉ khoảng. Đó, đây là bốn trạng từ khác nhau. Các bạn biết là mình sẽ tập trung dịch cái câu chứa xung quanh chỗ trống trước. Ở đây cô có từ rights là danh từ quyền lợi của bạn này. Protected là động từ bảo vệ. Cái trạng từ khi đứng sau động từ nó sẽ bổ nghĩa động từ. Các bạn sẽ bám sát vào nghĩa của từ bảo vệ này. Cái quyền lợi của bạn có thể được bảo vệ một cách đầy đủ. Đó, các bạn thấy câu C là hợp lý. Mình bảo vệ bằng nhau là không được này, bảo vệ thường xuyên. Bảo vệ thường xuyên chứ không lẽ là có những lúc không bảo vệ đúng không? Bảo vệ khoảng xấp xỉ là không hợp lý. Bảo vệ một cách đầy đủ về quyền lợi của bạn là câu C mà không bắt buộc phải dịch hết câu. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn cần phải học những cái đặc điểm về các cái từ vựng có liên quan để mình chuẩn bị trong cái kỳ thi tốt nhất nha. Ở đây cô có thì insurance contract là một công ty, một cái hợp đồng bảo hiểm, hoặc là insurance company, một công ty bảo hiểm. Riêng từ thoroughly là một cách kỹ lưỡng nha, thì quan trọng. To make sure that cộng mệnh đề đảm bảo rằng, từ that là một liên từ trong câu không xuất hiện. Approximately, khi học trạng từ này các bạn cần học cái cấu trúc đặc trưng, nó thường đi một số lượng, nghĩa là khoảng xấp xỉ bao nhiêu. Câu 9. Ở câu 9 tiếp tục là câu hỏi về từ vựng bốn trạng từ khác nhau. Extremely, cực kỳ. Từ highly, rất hoặc là cao nha, có hai nghĩa. Exclusively, nó thường cộng với từ to, for, cộng danh từ, chỉ dành riêng cho cái đối tượng đó. Từ accurately, một cách chính xác. Và trong câu này các bạn thấy là về mặt ngữ pháp thì trạng từ khi đứng cuối một mệnh đề nó sẽ bổ nghĩa động từ gần nhất. Rồi khi các bạn dịch hết câu thì vẫn phải bám sát vào cái động từ identify là nhận diện. Về trạng từ bản chất là bổ nghĩa cho động từ này.
Đó. Vậy trong câu này mình dịch là gì? Nhận diện cực kỳ, đúng không? Nhận diện chỉ dành riêng cho, không đúng cấu trúc này. Nhận diện rất và cao đều không phù hợp. Ở đây mình hàm ý là nhận diện cái gì đó hoặc ai đó một cách chính xác là hợp lý. Thì các bạn có thể dịch sơ qua kiểm tra. Rất là quan trọng để nhận diện cái ứng viên có đủ điều kiện. Qualify là một tính từ đứng trước danh từ. Và nhận diện các cái ứng viên một cách chính xác trước khi bước vào buổi phỏng vấn vào tuần tới, next week. Về mặt từ vựng, các bạn học cho cô một trong những từ vựng cực kỳ quan trọng và những lần thi gần nhất cô đều gặp hết là từ qualify, tính từ là đủ điều kiện hoặc là có đủ trình độ ha, nó cộng với danh từ chỉ người, ai đó đủ điều kiện. Động từ là qualify for something, đủ điều kiện cho cái gì. Đây là tính từ các bạn, cấu trúc tính từ be qualified for something là to do something, đủ điều kiện cho cái gì để làm gì. Và danh từ của nó tương ứng là qualification. Khi mình nói đến qualification tức là nói về các cái bằng cấp, các cái trình độ tiêu chuẩn chuyên môn đó, mà một ai đó phải có khi bắt đầu một cái công việc. Đó, mình xong câu 9 nha. Chúng ta cùng chuyển sang câu 10, tiếp tục là câu hỏi về từ vựng. Ở trong câu này, câu A the contracts là hợp đồng này. The sections phần khu vực hoặc phòng ban. The payments một khoản thanh toán và the orders danh từ đơn hàng. Ở trong câu này các bạn cùng dịch với câu ha. Đây là các cái applicants, những người ứng viên á, họ được yêu cầu để hoàn thành cái gì đó của cái mẫu đơn. Cái từ application form là đơn có thể xin việc, mình tập trung vào cái từ mẫu đơn là từ danh từ chính. Vì các ứng viên được yêu cầu để hoàn thành tất cả các cái phần của mẫu đơn. Khi gặp từ section thì các bạn thường liên tưởng tới là cái khu vực, cái phòng ban. Tuy nhiên cái từ phần cũng là quan trọng nha. Mẫu đơn chia làm các cái phần 1, phần 2, phần A, phần B thì ứng viên phải hoàn thành các cái phần của mẫu đơn. Để các bạn nào chưa biết, chúng ta học cho cô từ sections of the form là các cái phần của mẫu đơn. Ok, và mình sang phần vocabulary. Vì từ vựng ở đây các bạn cần học từ apply for something, em nộp đơn xin cái gì? A job, một công việc. A loan, một cái khoản tiền vay. Apply to something là áp dụng với cái gì? Ví dụ giảm giá hay là cái phương pháp áp dụng với cái gì? Application form là một cái đơn xin, phải xin việc, xin vay tiền vân vân. Từ applicant, một cái người nộp đơn hay là ứng viên. Mục số 2 mình có từ form, ngoài nghĩa là đơn thì những bạn nào học nâng cao thêm, chúng ta học thêm hai nghĩa là hình thức là danh từ và động từ là hình thành. Chúng ta cùng chuyển sang câu cuối cùng 11. Ở câu 11 tiếp tục là một câu hỏi về từ loại các bạn. Câu A chúng ta thấy thì đuôi SM thường là đuôi danh từ, đuôi ly trạng từ này. Câu C ngoài nghĩa tính từ ra nó thực ra cũng là danh từ luôn. Duration là danh từ. Mình chưa nói về nghĩa nha. Đó, mình đang phân tích về từ loại trước. Mình lát mình nói nghĩa sau. Và trong câu này các bạn thấy từ in không? Mình học công thức tổng quát là in thường cộng verb in hoặc cụm danh từ. Phía sau của mình là cụm danh từ bắt đầu bằng mạo từ ẩn. Và cuối cụm danh từ sẽ là một danh từ, journal là một danh từ. Ở trước danh từ các bạn điền tính từ. Nếu nó không phải là trường hợp ngoại lệ mà mình biết thì các bạn nên áp dụng công thức thông thường. Tại vì nếu là ngoại lệ thì tỷ lệ không nhiều. Đó, ngoại trừ mình biết thôi. Vậy danh từ có rồi, mình chọn tính từ của mình chính là câu gì các bạn? Câu C đúng. Tuy nhiên những bạn nào mà biết từ vựng nữa thì mức độ chắc chắn của mình sẽ cao hơn nếu mình có khả năng dịch. Câu A, professionalism là sự chuyên nghiệp. Professionally là một trạng từ các bạn, một cách chuyên nghiệp. Professional, danh từ là chuyên gia. Tính từ là nói về cái tính chất chuyên nghiệp hoặc là một cái công việc thuộc về một cái công việc nghề nghiệp gì đó. Và câu D, profession là công việc, một công việc mà được đào tạo chuyên nghiệp. Đó, vậy trong bài của mình cái từ journal ở đây chính là một từ báo tạp chí các bạn, một cái từ tạp chí chuyên nghiệp. Đó, là câu C thôi. Nếu biết nghĩa thì dịch thêm, tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là phân tích cấu trúc ngữ pháp, phân tích câu. Ở đây cô hướng dẫn các bạn học thêm một số điểm từ vựng. Place an advertisement là đặt một quảng cáo. Cái từ journal là một từ báo tạp chí. Và từ journalist, đuôi ist, đây là danh từ chỉ người nha, một cái nhà báo nào đó. Vậy là mình kết thúc xong 11 câu phần này. Thì các bạn cố gắng xem lại video nhiều lần để không những mình làm đúng câu đó và học thêm các cái từ vựng có liên quan.
Bây giờ cô sẽ dành một chút thời gian để đánh giá về cái phần part 7 của cái đề thi TOEIC gần đây nhất 2020. Thì như các bạn biết thì cái phần part 7 nó kéo dài 54 câu từ câu 147 đến câu 200. Thì khi làm phần này chúng ta chia làm 3 loại bài đọc đơn, bài đọc đôi và bài đọc ba. Thì cái mức độ đề thi thật hiện tại ở phần part 7 là không hề dễ các bạn, nó khá là khó. Và các bạn có thể tham khảo cuốn sách ETS 2020. Đó, thì cuốn sách đó khá tương đương với đề thi thật phần part 7. Việc khi mà chúng ta kết thúc xong phần đọc mà mình không kịp làm 200 câu là chuyện bình thường nhé các em. Các bạn cũng không nên hoang mang hay là buồn sau khi kết thúc kỳ thi. Đó. Thì khi mình gặp một cái đề thi thì mức độ dễ khó của mỗi đề có thể nó tương đương thôi, không thể chính xác và đảm bảo công bằng được. Đó. Có những đề những đánh giá phần khó nó đánh vào cái trọng tâm phần part 7. Có những đề nó đánh giá phần khó trọng tâm vào part 5 hoặc part 6. Đó, đó là tùy đề. Và mỗi một đề thi sẽ có một cái thang điểm khác nhau. Các bạn chú ý nha. Đó. Chứ không phải là mình thi xong mình than thì khó, mình so sánh với các bạn. Thì đó là điều không nên. Ở trong phần này lời khuyên của cô này, ở trong bài đọc đơn á, thì những cái đoạn đầu tiên nó thường ở mức độ vừa đến dễ, các bạn nên tranh thủ làm và làm chắc chắn để có đáp đúng. Ở những cái bài đọc đơn ở cuối thì có thể nó sẽ khó, đặc biệt những bài đoạn đơn dài, bài viết báo vân vân, thì những cái đoạn đơn khó thì chúng ta có thể sẽ phải bỏ qua những câu khó để ưu tiên chọn lọc những câu dễ. Bài đọc đôi và kép ba về mặt trung bình có thể nó sẽ có nhiều câu khó hơn so với bài đọc đơn, nhưng cũng có nhiều câu khá là dễ và rất là dễ. Nên chúng ta khi mình làm đến câu 200 thì trên đường quá trình chúng ta làm bài, các bạn phải chọn lọc câu dễ vừa sức làm, những câu khó các bạn bỏ qua, không nên ham. Có rất nhiều bạn làm luôn cả những câu rất khó ở phần bài đọc đơn ở cuối, dẫn tới tình trạng là mình không kịp thời gian để làm những câu sau và mình lụng rất là nhiều. Những câu khó khi mà chúng ta dành thời gian để làm á thì xác suất đúng rất là thấp. Và điều quan trọng là tốn quá nhiều thời gian và mình không còn kịp thời gian để làm những câu dễ phía sau. Do đó các bạn cần chọn lọc. Đặc biệt khi mình kết thúc xong phần bài đọc đơn, các bạn nên để ý cái thời gian. Đi thi thì thí sinh sẽ không được mang theo đồng hồ. Tuy nhiên các bạn có thể nhìn cái đồng hồ ở ngay phía cái tường, ngay cái bục, ngay giám thị đứng. Và phần đọc trên bảng cũng sẽ ghi thời gian cụ thể là bắt đầu phần đọc lúc mấy giờ và kết thúc mấy giờ. Và khi kết thúc bài đọc đơn thì có những bạn chỉ hết thời gian rồi. Sẽ có những bạn thì còn trung bình 5 phút, 10 hoặc 15 phút hoặc nhiều hơn. Vì tùy vào thời gian còn lại của chúng ta. Thì khi kết thúc bài đọc đơn, tức là sang chuẩn bị bài đọc đôi và bài đọc ba, các bạn còn 25 câu. Thì nếu mình chỉ còn 5 phút, đó, nó sẽ khác với việc chúng ta còn 10 hoặc 15 phút. Đó, để chúng ta cần chọn lọc những câu nào dễ và vừa sức để làm. Cái việc chúng ta lội bao nhiêu câu thì nó không quan trọng bằng việc những cái câu các bạn làm được và mức độ chắc chắn bao nhiêu phần trăm. Đó, thì cô đã dạy tiếng Anh và trao học bổng cho rất nhiều các bạn thí sinh ở trung tâm. Thì những cái bạn mà đạt mục tiêu 700 cộng mà cô trao học bổng thì hầu hết đều phải lụi các bạn nha. Thì cái việc lụi mà hoặc là mình làm nhanh những cái câu mà không kịp thời gian là bình thường. Có thể đến 5 đến 10 câu. Tuy nhiên những cái câu mà các bạn làm được có mức độ chắc chắn thì điểm vẫn có thể cao và đạt mục tiêu. Thì đây là cái điều mà cô chia sẻ và cô cũng hướng dẫn các bạn thêm về cái phương pháp luyện thi phần part 7 ở nhà như thế nào để chúng ta có thể chuẩn bị tốt nhất trong kỳ thi mà không bị hoang mang. Thì bước 1 đối với những bạn nào đang bắt đầu vào giai đoạn luyện đề, các bạn nên làm từng đoạn một để tìm hiểu cấu trúc đề thi và các đoạn đơn, đoạn đôi, kép ba nó ra hình thức câu như thế nào. Và mình cũng đánh giá mức độ dễ khó và tập làm quen xác định những câu nào dễ và vừa sức và những câu nào khó với cái trình độ của mình. Khi các bạn làm quen với các cái dạng đề thi rồi, các câu hỏi rồi, chúng ta có thể bước sang cái bước thứ hai, tức là mình sẽ dành thời gian để test cái trình độ của mình. Các bạn có thể test trình độ của mình theo các phần, như phần nào, ví phần 5 và phần 6, các bạn dành thời gian để test trong vòng 46 câu. Để mình xem trong phần 5, 6 này thì mình sẽ làm trung bình trong thời gian bao lâu. Suy ra cái thời gian còn lại 75 phút, mình trừ đi thì cái phần part 7 mình sẽ có thời gian trung bình bao lâu trong đề thi. Các bạn có thời gian có thể test 54 câu liên tiếp trong phần part 7 để biết năng lực của mình như thế nào và tỷ lệ lụi của mình bao nhiêu phần trăm. Để khi đi thi mình gặp một cái đoạn tương tự các bạn không bị bỡ ngỡ.
Khi nào mình có nhiều thời gian và mình có sức khỏe tốt, khi đó các bạn có thể dành nguyên trọn 75 phút để test 100 câu càng tốt. Và trong quá trình test trình độ, các bạn nên sử dụng tờ phiếu TOEIC, không tham khảo tài liệu. Và nhớ là sau khi mình test xong thì mình sẽ dò đáp án để đánh giá xem là điểm của mình so với mục tiêu như thế nào. Cái bước thứ ba là bước nhiều bạn rất là bỏ quên đó các bạn. Hiện tại thì cuốn sách ETS có rất nhiều bộ cũng như là nhiều cuốn sách khác, thì các bạn thường có xu hướng là giải đề rồi làm qua loa để chuyển sang đề mới, thì cái điều đó nó không có tác dụng nha. Cái điều quan trọng là khi các bạn làm test xong, các bạn khi nào có thời gian mình cần phải nhìn lại từng câu và tìm lỗi sai cho rút ra những cái kinh nghiệm, và học thêm các cái điểm từ vựng trọng tâm liên quan. Còn nếu chúng ta giải quá nhiều bộ đề chỉ để test trình độ mà mình không chịu học hỏi thêm các từ vựng và rút kinh nghiệm thì cái điểm của mình sẽ rất là khó để tăng. Ở đây sẽ là lời khuyên mà cô chia sẻ. Về về cái phần tài liệu á, những bạn nào chưa có tờ phiếu TOEIC đáp án từ answer sheet mà chưa có cái bộ đề ETS 2020 thì trung tâm sẽ để link trong cái trang fanpage hoặc trong phần mô tả để các bạn có thể download tải và có thể ứng dụng và luyện tập thực hành. Đó. Thì cô hẹn chúng ta trong cái video bài giảng tiếp theo.